Tại nhà hát đó, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa diễn ra lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023 của Hội Điện ảnh Việt Nam. Sự kiện năm nay quy tụ gần 1.000 người tham dự, trong đó có hơn 300 nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên cùng nhiều khán giả yêu thích điện ảnh Việt Nam. Trong số 157 tác phẩm tham gia giải năm nay, có 16 phim truyện điện ảnh, 17 phim truyện truyền hình, 22 phim hoạt hình, 11 phim khoa học, 34 phim tài liệu, 52 phim ngắn và 5 công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh. Bộ phim Cho Tàn Rực Rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã giành chiến thắng giải Cánh Diều Vàng 2023 với hạng mục phim điện ảnh xuất sắc nhất. Hạng mục phim truyện truyền hình được trao cho phim Mẹ Dơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Các hạng mục khác như phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim ngắn cũng tìm được các chủ nhân xứng đáng. Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân cho đạo diễn, quay phim, nam nữ diễn viên chính, nam nữ diễn viên phụ, họa sĩ chính, biên kịch, âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, âm thanh xuất sắc và diễn viên trẻ triển vọng.